Thưa quý vị, trong bối cảnh huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang có dịch COVID-19, vừa có các đợt mưa lớn gây ra tắc đường ở những xã đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, đòi hỏi công tác phòng chống thiên tai, phòng chống bão phải kết hợp với phòng chống dịch bệnh để bảo đảm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Huyện Phước Sơn và ngành y tế bàn giải pháp đưa các ca dương tính ra khỏi vùng đang bị cô lập tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 5 xã ở huyện Phước Sơn là Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Kim, Phước Đức và Phước Lộc với 171 ca được ghi nhận đến sáng ngày 19 tháng 10. Hiện ngành y tế Quảng Nam đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch và truy vết hơn 1.300 F1, đồng thời tiến hành xét nghiệm diện rộng toàn huyện. Những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Phước Sơn xuất hiện mưa lớn làm cô lập xã Phước Lộc, nên công tác vận chuyển 40 ca dương tính COVID-19 tại đây đi điều trị tại bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn. Cái yêu cầu bây giờ là làm sao đó có phương tiện nhanh nhất để mà khai thông đường, để có xe cò để vận chuyển bệnh nhân ra đến huyện, đến thị trấn, rồi có xe trung tâm sẽ dùng xe cứu thương để chở bệnh nhân về trên điều trị. Do dịch xảy ra ở các địa phương vùng cao, đường xá đi lại khó khăn, do đó vừa ứng phó với thời tiết diễn biến phức tạp, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Phước Sơn, cần có sự hỗ trợ của ngành y tế và các lực lượng chức năng của tỉnh. Cùng với việc rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để có phương án sơ tán dân, thì phương án đưa các bệnh nhân COVID-19 đến nơi điều trị đã được tính đến. Nếu khi thời tiết tốt, thì chúng tôi sẽ làm kịp thời và làm sớm để mà đưa khỏi F0 ra khỏi cộng đồng và cũng như đưa bệnh nhân đến cái bệnh viện để điều trị kịp thời cho tốt. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang phủ vaccine trên toàn thể địa bàn huyện Phước Sơn. Tại vùng dịch Phước Sơn, ngành y tế tăng cường gần 100 nhân lực, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, thần tốc truy vết xét nghiệm, khẩn trương bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời tiến hành tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ngẫu nhiên cho người dân trong huyện, đặc biệt một số xã nằm trên trục đường Hồ Chí Minh. Cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng diện rộng để chủ động mở rộng tầm soát dịch bệnh COVID-19.